Tin Cameroon Một chúng sinh bị bắn chết ở Cameroon Báo cáo từ Yaoundé, hãng thông tấn Agenza Fides cho biết một chúng sinh công giáo đã bị giết tại một trong hai khu vực nói tiếng Anh của Cameroon. Theo một tuyên bố có chữ ký của Tổng giám mục Cornelius Esua của Tổng giáo phận Bamenda, chúng sinh trẻ tuổi tên là Chera Anchiangwe, 19 tuổi, đã bị một nhóm lính giết chết vào ngày 4 tháng 10 trước nhà thờ giáo sứ Thánh Teresa ở Ba Messing, một làng gần Endop ở Ngô Kentunza. Nhân chứng cho biết binh lính đến giáo sứ và bắt đầu bắn vào nhà thờ. Trong khi giáo dân đang cố chạy vào phòng thánh để ẩn nấp, thì thầy Gerard vẫn cầu nguyện kinh mân côi bên ngoài. Binh lính đến gần thầy và sau đó bắn ba lần ở cổ của thầy. Qua sự kiện này, Đức Giám mục Giáo phận Mam phê đã kêu gọi đối thoại để chấm dứt tình trạng khủng hoảng thù địch tại các khu vực người nói tiếng Anh ở Cameroon. Liên Hợp Quốc nói tình hình ở đây đang xấu đi. Và tháng trước, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Michel Bachelet cũng đã bày tỏ lo lắng về tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở các vùng nói tiếng Anh của Cameroon. <laughs>